quý vị, đó là trận thi đấu tranh giải ba, bộ đầu giữa hai đội bóng phố 23 và cầu rào. Vào buổi chiều chủ nhật tuần trước thì cả hai đội cũng đã bước vào những trận thi đấu bán kết vô cùng nảy lửa. Đến với đội bóng phố 23 lại là một tình huống cố định, lần này là một tình huống phối hợp, một tình huống đá phạt góc, vậy thế là không hề nhỏ dành cho 23. Hôm nay là một đường điều hành rất ổn định đến từ vị trí của đội trưởng Phong Lê. Chúng ta đã thấy đường hàng công của phố 23 đã biết chắc chịu hơn, giải chấn rất nhanh đến từ Bắc Chém và Xuân Trường. Dù độ tuổi không còn trẻ trung, kinh nghiệm và kỹ năng đi vào cầu rào cần phải cao đội hình, lại là không lên hãy rằng lúc này chơi đội bóng nhất thì rõ ràng trong trận đấu đó là không lên.
life.